sẵn sàng thay đổi tất cả những gì mình có thể để trở thành phiên bản tốt hơn của mình. Bởi ai cũng sẽ muốn hướng đến cái điều tốt đẹp nhất với mình. Và khi cơ hội đến thì em chắc chắn em sẽ nắm lấy và em sẵn sàng thay đổi.